Sáng ngày 26 tháng 10, Bộ Công an phối hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9 và hội thi điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6 khu vực 4. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945 19 tháng 8 năm 2025 và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005 19 tháng 8 năm 2025. Hội thao năm nay có sự tham gia của hơn 4.000 vận động viên đến từ 20 đơn vị công an các tỉnh thành trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an. Lễ khai mạc được diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn nên đã thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan di tích Đại nội Huế cùng xem, cổ vũ cho các màn trình diễn của lực lượng công an. Tại lễ khai mạc, các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an đã trình diễn các màn kỹ nghệ, biểu diễn mô tô, ô tô dẫn đoàn, biểu diễn quân nhạc, điều lệnh công an nhân dân dàn kỵ binh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động bước qua lễ đài khiến nhiều em nhỏ và người dân thích thú. Đáng chú ý hơn cả là màn biểu diễn phối hợp bảo vệ yếu nhân của lực lượng cảnh vệ và lực lượng cảnh sát cơ động. Tình huống giả định được đưa ra là có một tổng thống đến thăm, làm việc tại nước ta. Trong quá trình di chuyển, xe chở yếu nhân bị một nhóm có trang bị súng tiểu liên, lựu đạn, tấn công. Lực lượng cảnh vệ đã sử dụng vũ khí hiện đại, lá chắn cá nhân để bảo vệ vị tổng thống an toàn cũng như phản công tiêu diệt khủng bố tiếp sau đó là những tình huống giả định tấn công tiêu diệt lực lượng khủng bố có vũ trang xâm nhập trái phép biên giới của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm khán giả đã không khỏi trầm trồ trước những pha nổ súng ném lựu đạn biểu diễn võ thuật đặt thuốc nổ để phá hủy vũ khí kho tàng của khủng bố trong tình huống giả định